Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương trực lắc ha. Cây đó có bộ tàn rất già và mịn rồi nè. Một cây sam hương thành phẩm ha. Đó, cây này về mình có thể vô một cái chậu cạn và bé như thế này nè. Mình để bè mình chơi sẽ rất là đẹp. Cây em nuôi em cũng ít dùng phân thuốc hóa học lắm nên về mọi người có ép chậu thì cũng an tâm ha, nó sẽ không lo nó bị chết, chỉ cần mình làm đúng cách là em làm bao nhiêu cây là nó sống hết đó. Dạ rồi, em xin báo giá giao lưu cây sam hương thành phẩm này là 220 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo, em để phần mô tả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.